Hậu Wagner, Putin thắng toàn diện Hoa Hải xin kính chào quý vị Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi xin được gửi tới quý vị khán giả thân yêu của Bàn Cờ Quân sự Một chương trình mới được phát sóng vào các ngày trong tuần Chúng ta sẽ cùng tiếp tục thảo luận về cuộc chiến Ukraine và những vấn đề nóng bỏng của chính trị quốc tế Với sự đồng hành của một cộng sự mới, đó là anh Hoàng Thái Và ngay sau đây, xin mời anh Hoàng Thái cảm ơn hoàng hải hoàng thái xin kính chào quý vị rất vui được đồng hành cùng quý vị trong chương trình ngày hôm nay kính thưa quý vị đã tròn một tuần kể từ khi sự kiện phi thường ở nga khi lực lượng wagner nổi loạn âm mưu đảo chính tổng thống putin được cho là đã giành được chiến thắng trên mọi phương diện trong số những kỳ tích khác một lần nữa vladimir putin đã thực hiện cú phản đòn cao tay với các tổ chức tình báo lẫn tổ hợp truyền thông dòng chính phương tây ông đã tập hợp được hầu hết người dân nga để kết thúc chiến dịch quân sự đặc biệt và chuyển sang một cuộc chiến gần như tổng lực tại Ukraine. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng phân tích sự kiện này. Ván cờ lật ngược. Cùng với tổng cục an ninh liên bang nga gọi tắt là FSB, tổng thống Putin đã tích lũy được một danh sách đáng gồm những kẻ phản bội nước nga và những kẻ vẫn còn ẩn nấp. giờ đây Vladimir Putin được toàn quyền để triển khai các quyền hạn tiếp quân luật của chiến dịch chống khủng bố. một chiến dịch chống khủng bố phức tạp trên phạm vi rộng hiện đang có hiệu lực ở Moscow và hơn thế đang làm phương Tây choáng váng và bối rối. Những nước cờ cao tay của Tổng thống Putin đã làm lộ rõ các toan tính và đường đi nước bước trong ván cờ chính trị của phương Tây và đặt nó đúng chỗ. Thứ nhất, ông chủ tập đoàn Wagner là Prigozhin đã nhận được một suất lưu vong ở Belarus và giờ đây đang trong vòng quản thúc. Thứ hai, các chiến binh Wagner sẽ được hợp nhất thành một quân đoàn chính quy. Thứ ba, nước Nga trở nên đoàn kết hơn sau biến cố này. Cuộc đảo chính của ông chủ tập đoàn Wagner được coi là một cú chơi khăm vĩ đại nhất của Nga ở phương Tây từ trước đến nay. Một lần nữa, thực tế đã chứng minh rằng Tổng thống Putin là một chính trị gia lão luyện số một của nước Nga. Sau khi giữ im lặng chiến lược trong vài giờ, kể từ khi ông chủ Wagner tuyên bố hành quân tới Moscow, sự can thiệp của Putin đã thu hút được sự ủng hộ hoàn toàn từ dân chúng. Các cơ quan tình báo, Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Chechnya và cả các đảng phái đối lập vào ngày thứ Bảy 24 tháng 6, lực lượng Wagner cách Moscow 200 km. Vậy mà vào ngày Chủ nhật 25 tháng 6, Wagner chỉ còn cách Kiev 100 km. Đó được gọi là nghệ thuật chiến tranh tôn tử và Tổng thống Putin được cho là một tay chơi quái kiệt trong việc ngày càng làm lộ rõ hơn ván bài đầy mưu mô của phương Tây. Ngày càng có thêm bằng chứng cho thấy cuộc binh biến của Prigozhin đã được phương Tây hậu thuẫn. Tờ Wall Street Journal hôm 28 tháng 6 đăng bài viết có tiêu đề Prigozhin của Wagner đã lên kế hoạch bắt giữ các nhà lãnh đạo quân sự Nga. Bài báo cho biết, các quan chức phương Tây tin rằng âm mưu ban đầu có cơ hội thành công cao nhưng đã bị thất bại sau khi âm mưu bị bại lộ, buộc Prigozhin phải ứng biến bằng một kế hoạch thay thế. Dư âm của cuộc đảo chính thất bại vẫn âm ỉ trong suốt một tuần qua khi chiến dịch tuyên truyền của truyền thông dòng chính Mỹ tuyên bố sai sự thật rằng Nga đã bị suy yếu bởi cuộc bình biến của Wagner. Tờ Washington Post đưa tin về vị thế của Putin với tư cách là người hùng toàn cầu gặp nguy hiểm sau cuộc nổi dậy. Trong khi đó, New York Times tiếp nối một nỗ lực vô ích nhằm gieo rắc nỗi hoang mang trong dư luận Nga khi đăng bài viết có tiêu đề. Tướng Nga biết về kế hoạch nổi loạn của chỉ huy lính đánh thuê, trong đó hàm ý rằng tướng Sergei Shurovikin đã giúp lập kế hoạch cho các hành động nổi loạn của ông chủ tập đoàn Wagner. Rõ ràng là tình báo và tổ hợp truyền thông phương Tây tiếp tục tung hỏa mù nhằm gây rối loạn nội bộ của nước Nga. Tuy nhiên, có một thực tế Tướng Surovikin tất nhiên biết có điều gì đó không ổn với ông chủ tập đoàn Wagner. Toàn bộ giới lãnh đạo Nga đều biết điều đó. Rõ ràng là có một mệnh lệnh đã được đưa ra khi lực lượng biên phòng, lực lượng an ninh nội địa Nga, cảnh sát và quân đội Nga án binh bất động và Prigozhin có thể làm những gì ông ta muốn. Rõ ràng, mục đích chính của Tổng thống Putin là tránh những thương vong không cần thiết. Câu hỏi đặt ra là có bao nhiêu chiến binh Wagner tham gia vào vụ đảo chính này? Giới quan sát ước tính có khoảng 2.000 đến 2.500 chiến binh sau khi họ đếm các thiết bị vận chuyển trong các đoàn xe của lực lượng Wagner. Điều đó có nghĩa là phần lớn trong số gần 30.000 chiến binh Wagner đã không tham gia vào vụ binh biến này. Điều này càng cho thấy tầm nhìn chiến lược của Putin khi làm phá sản mọi toàn tính của phương Tây và khóa chặt mọi sự điên rồ của Prigozhin trong tương lai. Putin, nhà lãnh đạo quái kiệt Vào tối ngày 26 tháng 6, Tổng thống Putin đã có bài phát biểu trước quốc dân lần thứ hai nhằm hạ màn âm mưu đảo chính của ông chủ tập đoàn Wagner. Về cơ bản, đó là một bài phát biểu chúc mừng rất xứng đáng. Điểm đáng chú ý nhất trong bài phát biểu này chính là việc Tổng thống Putin giải thích lý do rằng đằng sau quyết định phân biệt phần lớn binh lính và chỉ huy của tập đoàn Wagner cũng là những người Nga yêu nước, trung thành với người dân và nhà nước của họ. Ông đã bày tỏ sự biết ơn đối với quyết định đúng đắn mà họ đã đưa ra để không tham gia vào cuộc đổ máu huynh đệ tương tàn và dừng lại trước khi đạt đến điểm không thể quay lại. Đối với công chúng Nga, đây có lẽ là phần được chờ đợi nhất trong bài phát biểu của Tổng thống Putin khi ông nói: "Tôi sẽ giữ lời hứa, một lần nữa mọi người đều được tự do quyết định, nhưng tôi tin rằng lựa chọn của họ sẽ là lựa chọn của những người lính Nga, những người nhận ra rằng họ đã phạm phải một sai lầm thảm khốc." Điều đáng chú ý là Tổng thống Putin đã phê chuẩn lệnh ân xá chung cho những người tham gia vào âm mưu đảo chính và cấp cho hành lang an toàn cho Prigozhin và những cộng sự của ông ta rời Nga tới Belarus cũng như đưa ra một đề nghị các chiến binh Wagner gia nhập quân đội Nga. Tất nhiên, những quyết định này của ông đã được công chúng Nga đón nhận. Như vậy có thể thấy, Tổng thống Putin là một chính trị gia cực kỳ lão luyện khi ông cân nhắc cẩn trọng rằng người dân Nga vẫn có sự tôn trọng nhất định về các chiến binh Wagner vì lòng dũng cảm, chủ nghĩa anh hùng, lòng yêu nước và sự trung thành của họ. Những diễn biến trên chiến trường Bắc Mút không khác gì một cuộc chiến tiêu hao kéo dài suốt 8 tháng qua đã làm kiệt kệ quân đội Ukraine và đánh dấu cột mốc quyết định trong cuộc chiến thành công tại Bắc Mút đã ăn sâu vào tâm lý người Nga khi Wagner được cho là lực lượng có vai trò chủ chốt, khiến thành phố chiến lược này của Ukraine bị thất thủ. Tình cảm của dân chúng Nga được phản ánh rõ nét khi các đoàn xe của Wagner tiến vào Rostov và nắm quyền kiểm soát một số văn phòng quân sự, dẫn đến một cuộc đảo chính không đổ máu của thành phố. Có một cảnh tượng kỳ lạ là dân chúng Nga tỏ ra thờ ơ khi xe tăng di chuyển trên đường phố và hàng rào an ninh được dựng xung quanh các cơ sở quan trọng của thành phố. Họ vẫn đi lại trên đường phố hòa lẫn với những người lính Wagner. Họ thậm chí còn tặng bánh và nước cho các chiến binh đang làm nhiệm vụ. Những nhân viên vệ sinh đường phố vẫn bình thản làm công việc của họ ngay bên cạnh đoàn xe tăng thiết giáp. Không có bất kỳ sự hoảng loạn nào tại thành phố Rostov và đó là điều mà truyền thông phương Tây hoàn toàn bất ngờ. Rõ ràng, Tổng thống Putin đã có những quyết định hợp lòng dân khi không truy tố Prigozhin vì tội xúi dục nổi loạn. Tuy nhiên, mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Một bước ngoặt mới trong vụ binh biến rúng động này đã diễn ra vào lúc 3 giờ chiều theo giờ Moscow vào hôm 27 tháng 6, khi Tổng thống Putin có bài phát biểu với các quân nhân để bày tỏ lòng biết ơn của ông đối với những người đã làm nhiệm vụ trong những ngày định mệnh của âm mưu đảo chính. Đáng chú ý, Tổng thống Putin đã kết thúc bài phát biểu của mình bằng một sự lạc đề và hé lộ một trong những bí mật được giữ kín nhất của nước Nga. Đó là tập đoàn Wagner thực chất là một công ty con của nhà nước Nga. Tổng thống Putin nói, những người phục vụ và làm việc cho công ty này, Wagner, được tôn trọng ở Nga. Đồng thời, tôi muốn chỉ ra và tôi muốn mọi người nhận thức được thực tế rằng tất cả các khoản tài trợ mà tập đoàn Wagner nhận được đều đến từ nhà nước. Tập đoàn này nhận được tất cả kinh phí từ chúng tôi, từ Bộ Quốc phòng, từ ngân sách nhà nước. Chỉ tính riêng từ tháng 5 năm 2022 đến tháng 5 năm 2023, tập đoàn Wagner đã nhận được 86,262 triệu rúp, tương đương với khoảng 1 tỷ đô la từ nhà nước để trả lương và thưởng cho quân nhân. Nhưng trong khi nhà nước chi trả tất cả các nhu cầu tài trợ của tập đoàn Wagner chủ sở hữu của công ty Concor nhận được từ nhà nước, hay tôi nên nói là kiếm được 80 tỷ rúp tương đương với 940 triệu đô la thông qua Voenter với tư cách là nhà cung cấp thực phẩm và căng tin cho quân đội. Nhà nước chi trả tất cả các nhu cầu tài trợ của mình, trong khi một phần của tập đoàn này, ý tôi là công ty Concor đã kiếm được 80 tỷ rúp cùng một lúc. Tôi hy vọng rằng không ai ăn cắp bất cứ thứ gì trong quá trình này, hoặc ít nhất là không ăn cắp nhiều. Rõ ràng là chúng tôi sẽ xem xét tất cả những điều này. Với tiết lộ công khai này của Tổng thống Putin trước toàn thể quân nhân và dân chúng Nga, đây hẳn sẽ là một bất ngờ khó chịu đối với cá nhân ông Prigozhin và ngầm gửi đi thông điệp rằng chính phủ Nga đang điều tra đế chế kinh doanh của gia đình ông. Như vậy có thể thấy, đế chế kinh doanh mà nhà tài phiệt Prigozhin đã tạo dựng nhờ sự bảo trợ của nhà nước Nga, là công ty Concord mà Tổng thống Putin nhắc tới, cũng có thể bị đặt trong tầm ngắm. Đây không phải là lần đầu tiên Điện Kremlin trừng phạt một nhà tài phiệt phạm sai lầm khi tìm cách can thiệp vào chính trường Nga. Lẽ ra, ông chủ tập đoàn Wagner phải biết rằng, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Putin, các nhà tài phiệt không được phép can thiệp vào chính trị. Vladimir Putin đã chiến đấu thành công chống lại những kẻ đầu sỏ, đã cố gắng bòn rút và làm khánh kiệt nước Nga ngay khi ông lên nắm quyền vào năm 2000. Việc Prigozhin cố gắng can thiệp để làm bay ghế Bộ trưởng Quốc phòng Shogu và Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, tướng Gerasimov, là một sự can thiệp chính trị. Tập đoàn quân sự Wagner dưới sự lãnh đạo của Prigozhin đã đi vào con đường giống như các nhà tài phiệt Nga đã từng làm với nước Nga và đã phải trả giá bằng án tù hoặc sống lưu vong. Do đó, cuộc nổi loạn của Prigozhin đã mang lại cho Tổng thống Putin một lý do thuyết phục để dọn dẹp những thành phần tham nhũng và phản bội nước Nga. Và đương nhiên, điều này được cả xã hội Nga ủng hộ. Trong vài giờ đầu tiên, khi lực lượng Wagner nắm quyền kiểm soát một số văn phòng quân sự tại Rostov, giới chức lãnh đạo phương Tây đã đánh cược rằng nước Nga chuẩn bị nổi ra sáo thịt. Nhưng thực tế cho thấy, không có sự đối đầu giữa những người theo thể chế thân Nga và những người ủng hộ Wagner. Dân chúng Nga đã coi chiến binh Wagner như những lực lượng đã giúp Nga tái chiếm Crimea một cách hòa bình vào năm 2014, cũng như giành quyền kiểm soát hai thành phố chiến lược Soledar và Bakhmut vào đầu và giữa năm 2023. Tổng thống Putin đã xử lý rất tốt cuộc nổi dậy của Wagner và việc Điện Kremlin quản lý cuộc khủng hoảng cho thấy mức độ ổn định cao của quốc gia này. Nhìn chung, một tuần qua không phải là một tuần xuân sẻ cho nước nga nhưng đó là một cuộc khủng hoảng mà tổng thống putin đã xử lý khá tốt về tổng thể và giảm thiểu được tổn thất cũng như rủi ro có thể nói thời điểm này nhà nước nga đã thắng và prigozhin đã thua và đương nhiên các cơ quan tình báo phương tây lợi dụng ông chủ tập đoàn wagner cũng thua thảm bại một cuộc đảo chính chỉ có hiệu quả nếu các cơ quan chính quyền đứng về phía prigozhin cuộc đảo chính nếu muốn thành công đòi hỏi phải kiểm soát được các đoàn bày quyền lực của thể chế bao gồm sự đồng lòng của các thống đốc bang, các bộ ngành và quân đội Nga. Brigozin không những thiếu tất cả những điều này, mà trên thực tế, toàn bộ bộ máy quyền lực Nga đã coi ông là kẻ phản bội. Vậy phản ứng từ nhà nước và người dân Nga là gì? Tại Nga, không có vụ đào ngũ nào, kể cả từ các đơn vị quân đội hay chính quyền dân sự, không có bắt ổn dân sự và thậm chí không có cả cướp bóc, đốt phá trên đường phố như một số nước châu Âu hiện tại, đặc biệt là Pháp. Vậy thì quốc gia nào ổn định hơn? Chiến thắng toàn diện của Tổng thống Putin có nghĩa là toàn bộ dân thường và quân đội đã tham gia ủng hộ và bảo vệ ông. Đây là điều mà không một nhà lãnh đạo nào ở bất cứ quốc gia nào ở châu Âu và kể cả Mỹ có thể đạt mức độ tiến nhiệm cao như vậy. Trong khi ấy, ở bên kia Đại Tây Dương, Tổng thống Joe Biden đang khiến một nước Mỹ vĩ đại trở thành hình bóng của một đế chế đang dần lụi tàn vào dĩ vãng. Một đế chế đang trên đường lụi tàn. Có thể nói, Trật tự hậu chiến tranh lạnh của Mỹ từ thời Tổng thống Ronald Reagan cho đến chính quyền Tổng thống George Bush đã kết thúc. Dưới thời Tổng thống Barack Obama, ông bắt đầu làm suy yếu nước Mỹ khi trao quyền cho các phần tử Hồi giáo cực đoan. Ông mời nước Nga trở lại Trung Đông sau 40 năm gián đoạn. Ông khuấy động một cuộc đảo chính ở Kiev, nhưng lại bất lực khi Tổng thống Putin sắp nhập Crimea trở về với đất mẹ Nga. Tổng thống Obama cũng thở ơ cho phép nhóm khủng bố IS gần như chiếm được Iraq và là tác nhân của mọi sự bất hạnh ở Libya và Syria. Dưới thời của Joe Biden, ông đã tiếp nối rất nhiều chính sách đối ngoại thảm họa của chính quyền Obama. Nếu nước Mỹ thời điểm này có một hệ thống truyền thông trung thực, một bộ tư pháp không vụ lợi và một tổ chức FPA chuyên nghiệp, thì gia đình tổng thống Biden có thể sẽ phải đối mặt với tội danh tham nhũng vì đã tận dụng lợi ích của Mỹ để nhận hàng triệu đô la tiền mặt từ phía Ukraine và Trung Quốc. Nước Mỹ dưới thời Joe Biden giống hệt như một quốc gia thuộc thế giới thứ ba khi con trai ông là Hunter Biden trở nên giàu có bởi các thương vụ mờ ám tại Trung Quốc. Cũng vậy, dưới thời Joe Biden, các cơ quan chính phủ Mỹ như Bộ Tư pháp và FBI đã được vũ khí hóa trong nỗ lực loại bỏ đối thủ tiềm năng của Joe Biden khi cựu Tổng thống Donald Trump vừa chính thức bị truy tố. Cũng vậy, nước Mỹ dưới thời Joe Biden đã mất thể diện thảm hại khi Ngoại trưởng Antony Blinken chịu trận ngồi nghe các nhà ngoại giao Trung Quốc hạ nhục vào năm 2021. Khi Ủy viên Quốc vụ viện Vương Nghị đã nói thẳng như sau, tôi xin nói ở đây rằng trước mặt Trung Quốc, Mỹ không đủ tư cách để nói rằng họ muốn nói chuyện với Trung Quốc từ thế mạnh. Vào năm 2022, khi xung đột Ukraine nổ ra, Tổng thống Biden một lần nữa bị mất mặt khi hai nhà lãnh đạo của Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất từ chối nghe điện thoại của Tổng thống Mỹ. Hậu quả từ những chính sách đối ngoại sai lầm tiếp nối từ chính quyền Obama và Biden đang khiến nước Mỹ dần đánh mất đi vị thế số một của mình. Sau khi tổ chức một cuộc đảo chính năm 2014 ở Ukraine, Mỹ đã gửi quân đội ủy nhiệm NATO của mình về phía đông cung cấp vũ khí cho Ukraine để tiến hành một cuộc chiến sắc tộc chống lại cộng đồng nói tiếng Nga tại Donbass. Sau 8 năm nội chiến, vào tháng 2 năm 2022, Nga đã bảo vệ những người nói tiếng Nga của mình khỏi bạo lực sắc tộc bằng cách tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt của riêng mình. Mỹ và đồng minh phương Tây ngay lập tức thu giữ dự trữ ngoại hối của Nga ở châu Âu và Bắc Mỹ, đồng thời yêu cầu tất cả các nước áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với việc nhập khẩu năng lượng và ngũ cốc của Nga, với hy vọng đẩy nước Nga vào con đường sụp đổ. Tuy nhiên, các nền kinh tế đầu tàu của châu Âu như Đức và các nước khác vốn phát triển mạnh mẽ nhờ được tiếp cận với khí đốt giá rẻ của Nga, thì nay lại phải phụ thuộc vào khí đốt tự nhiên hóa lỏng giá cao của Mỹ. Ngoài việc phải trợ cấp khí đốt trong nước của châu Âu để ngăn tình trạng lạm phát, vỡ nợ lan rộng, một tỷ lệ lớn xe tăng Leopard của Đức, tên lửa Patriot của Mỹ và các vũ khí kỳ diệu khác của NATO đã và đang bị phá hủy trong cuộc chiến chống lại Nga. Rõ ràng là chiến lược của chính quyền Joe Biden không chỉ đơn giản là chiến đấu đến người Ukraine cuối cùng, mà là chiến đấu đến chiếc xe tăng tên lửa và hàng loạt vũ khí cuối cùng khác bị xóa sổ khỏi các kho dự trữ của NATO. Sự cạn kiệt vũ khí của NATO được cho là sẽ tạo ra một thị trường thay thế rộng lớn để làm phong phú thêm tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ. Các thành viên NATO được yêu cầu tăng chi tiêu quân sự lên 2% hoặc thậm chí là 4% GDP nhưng hoạt động yếu kém của vũ khí Mỹ và Đức trên chiến trường Ukraine có thể đã phá vỡ giấc mơ này. Cùng với việc các nền kinh tế châu Âu đang chìm trong suy thoái. Thay vì biến đồng rút của Nga thành đống đổ nát như Tổng thống Biden từng nói vào tháng 3 năm 2022, thì một năm sau, thương mại giữa Nga và Trung Quốc đã gia tăng với tốc độ hai con số. Và nguồn cung vàng của Nga cũng đang gia tăng đáng kể. Việc nắm giữ vàng của các quốc gia khác mà chính phủ Nga hiện đang hướng tới nhằm phi đô la hóa nền kinh tế của họ cũng vậy những quốc gia ở Nam Bán Cầu đang theo dõi sát sao việc Mỹ và đồng minh châu Âu tịch thu dự trữ đô la của Nga, đã khiến vị thế đồng đô la từng được coi là một đồng tiền dự trữ an toàn nhất trên thế giới đã bị lùng lầy dữ dội. Chính chính sách ngoại giao sai lầm của chính quyền Biden đang đẩy khu vực Á-Âu, Nam Bán Cầu ra khỏi quỹ đạo của Mỹ. Chính quyền Biden đã làm được điều mà ngay cả Putin và ông Tập Cận Bình đều không thể hy vọng đạt được trong một thời gian ngắn như vậy. Trong khi ấy, người Mỹ ngày càng trở nên hoang mang trước sự cứng rắn của Trung Quốc khi tàu chiến nước này ngang nhiên cắt mũi một tàu khu trục của Mỹ ở eo biển Đài Loan hồi đầu tháng 6. Trước đó, vào ngày 26 tháng 5, một máy bay chiến đấu của Trung Quốc đã thực hiện một thao tác gây hấn không cần thiết gần một máy bay quân sự của Mỹ trên biển Đông trong không phận quốc tế. Chính quyền Bắc Kinh cũng chế giễu khả năng phòng thủ của Mỹ bằng cách gửi khinh khí cầu gián điệp đi khắp lục địa Hoa Kỳ, trong khi phản ứng kỳ lạ của chính quyền Joe Biden đối với Trung Quốc hoặc là chậm chạp hoặc là phớt lờ hoàn toàn. Rõ ràng, các chính sách đối ngoại hằn thù nước Nga của chính quyền Biden đã vô tình tạo ra một trục chống Mỹ mạnh mẽ, bao gồm Trung Quốc, Nga và Iran. Các kho dự trữ vũ khí của Mỹ hiện đang cạn kiệt trong khi Ukraine đang trở nên hoang tàn ngay giữa lòng châu Âu. Chính quyền Biden đã từ bỏ hàng tỷ đô la khí tài quân sự trong cuộc tháo lui khỏi Afghanistan và đổ hàng tỷ đô la vũ khí cho Ukraine, đồng thời chấm dứt khả năng tự cung tự cấp dầu mỏ và khí đốt của Mỹ, khiến lạm phát gia tăng và làm bùng nổ nợ nần. Một Tổng thống Biden chậm chạp cần phải có người dẫn dắt và mất phương hướng. Khi để Thủ tướng Nhật Bản phải hướng dẫn đứng đúng vị trí, cũng dễ dàng khiến giới tinh hoa theo chủ nghĩa toàn cầu lợi dụng để thực hiện một chương trình nghị sự cứng rắn, mà xung đột Ukraine là một ví dụ. Nhưng mặt khác, một Tổng thống Biden yếu ớt khi liên tục bị vấp ngã cũng đã làm cho vị thế và tầm vóc của người Mỹ trên trường quốc tế bị suy giảm nghiêm trọng. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Hoàng Thái cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo